Người ta đã trưởng thành hơn rồi. Hiểu hôm qua ai mà làm bạn gái nó chắc cũng đau tim nó luôn á. Đi đâu cũng xà nẹo.
anh chẳng có mệt cái gì đó, ai có thể như nào nhỉ? Tất nhiên mà hỏi tại mày tất nhiên nữa. Bụt của tao. Cái gì? Bố phụ à? Sao một người đang nhiều người khó như vậy? Hồi hộp à? Bố sợ. Chắc muốn nối lại tình xưa. Có mối trúng số gì không mà nó điện em lại vậy? Cái nó bán bảo hiểm đó em. Không ổn, không có bảo hiểm của em nè anh ơi. Nó về quê luôn.
quá trời. Muốn méo cái mặt luôn, tôi cũng muốn nôn rụ cái tay luôn này. Nghĩ 5 phút đi chị ơi, đau quá. Cái này mà đi lấy cái cây không chịu không nổi luôn á. Bà đó quá nặng cái cây mà bà nặng tới đâu mình tim mình nó thúc tới đó luôn á. Ở ngoài quê á. Sợ đúng không? Sợ bị sẹo á, để đau. Không phải sợ. Đúng rồi, nhưng mà nó bị chảy cái cây á. Cái cây mình nó chặt cái rồi thôi tưởng. Hồi trước cũng lúc mà nó mới nổi lên cũng bị hai bên này nè, nhưng mà ít là càng nặng sao nó càng da vậy cũng không biết luôn á. Rum 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 cái tay rồi nó thấy cái vết mụn bao nhiêu nào đấy thì chị mở tay chị ngưng đi. không phải là mở tay nó rung mà là nó gầm xuống để lấy mụn này, đè xuống này nó cứng quá này. Nó chị nghe rất thanh luôn hiểu. Cái này đi ăn không được nữa hả? Ăn gì nữa? Nữa ăn gì? Rồi sẽ mặc một tối áo. Mua một tấm cái cây đi cho củ nước. Ăn hết thì đi ăn. Chị ăn có mấy kinh như biết có tâm dễ sợ luôn. Tự nhiên rủ đi ăn ốc. Rồi tự nhiên rủ đi ăn ốc. Hả? Đi ăn sinh nhật. Sinh nhật nữa hả? Ốc bữa hổm mình muốn ăn cho hết con nữa nè. Ừ. Bên này bà làm dở rồi. Ngày xưa đói, ăn gì mới ngon. Tính ra không bao giờ mình đói luôn á.
tại chưa ăn những thứ ngon hơn nên còn bên đeo hả gì bà chị đeo lúc nào không có tình trạng nó không còn pin nữa rồi sao đeo thì có thì thôi chứ nó có pin nữa đeo để khoe là mình có hỏi giờ thì không biết mấy giờ cái gì chị hai con mắt không cái lấy tới cái ấy giùm chị cái giấy khăn giấy dắt để treo con mắt trời má cố lên sắp hết rồi còn mấy cái nữa ở trên đó nó ừ, nó cứng hay sao đúng rồi nó cứng hơn mà nó sẽ khó lấy hơn ngưng tí được chị đau quá chị không nổi luôn á còn có ba cục nữa chết quá còn có mấy cục nè cố lên
tay chắc lại ngắt rồi. Sống hơi giùm chị đi mấy đứa. Cái gì dữ vậy? Để làm gì? Nên đâu có xoa dịu được nỗi đau đâu. Rồi đứt mắt rồi kìa. Triệt luôn á. Nói chuyện nghe thì chết. Không mấy chị lấy 500 ngàn rồi về được rồi đó. Xong rồi, xong bên kia không chịu ấy đâu. Được chưa? Mm-hmm.